Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cây thuốc rất quý mà ít khi mình có thể nhìn thấy trực tiếp được. Đây ạ. Cây thuốc này gọi là cây thuốc tang ký sinh. Đấy, những người học đông y thì đều biết này, nhà mình có những cây nó rất là to này. Tang ký sinh. Cây này là nó mọc ở trên cây dâu và nó sống nhờ vào cái cây dâu này, nó mọc từ các cái cây dâu ra này. Đấy. Đấy. Nhánh của nó dài lắm, nó ra mấy tít ngoài kia. Nó có một số khóm như ở cây dâu ở vườn nhà mình thì mình lại thấy cây này. Tang ký sinh là một vị thuốc rất là quý trong đông y, đặc biệt đây là những vị thuốc rất chuẩn, không phải là cấy ghép hoặc là lai tạp gì, nó là tự nhiên ở cây dâu. Đây, nó đang mọc từ nhánh ở cây dâu ra này. Đấy, đây là, và nó dài lắm. Đấy, vị thuốc tang ký sinh này thì nó thường thường mọc trên những cái cây dâu mà ít ra nó cũng phải 5 năm đổ lên ý. Cây dâu nào nó già già một chút ý, thì nó mới có tang ký sinh. Còn thường thường là mình ít gặp lắm. Mua đôi khi là hàng nó là hàng cấy ghép hoặc là hàng lai tạp gì đó, nó không chuẩn. Cái cây thuốc tang ký sinh này là cái vị của nó là tính của nó là hơi đắng và bình. Nó đi vào gan thận. Nó là thuộc chương thuốc của phát tán phong thấp, nghĩa là chữa những bệnh về chứng tí, chứng đau do phong thấp. Phong thấp thường nó ở gân cơ kinh lạc, mà ở trong đông y là cái chứng hàn thấp. Nó rất là dai dẳng và khó điều trị. Và cái cây tang ký sinh này nó có tác dụng là trừ thấp, thông kinh hoàn lạc, và nó làm mạnh được gan thận lên, và chủ yếu nó chữa ở các vùng dưới của cơ thể. Và cây tang ký sinh này nó cũng có tác dụng là an thai và thông kinh hoàn lạc, và tính của nó bình nên là ai dùng cũng có thể được, bởi vì là nó tính của nó không hàn không nhiệt. Đông y chủ yếu là các vị thuốc thường thường người ta sẽ xét về tính hàn hay tính nhiệt hay tính bình, và vị thuốc nó đi lên hay đi xuống hay dẫn ra. Thì tang ký sinh là một trong vị thuốc trừ thấp rất tốt. Thấp chứng trong đông y là nó khó điều trị mà nó dai dẳng lắm, nên là ai mà thấy cái cây tang ký sinh này, cái cây tầm rưỡi gửi trên cây dâu này, thì một là mình nuôi dưỡng nó và mình cắt đi cái đoạn trên, cái đoạn dưới để cho nó mọc ra thật thật nhiều vào, thì mình dùng để chữa các bệnh xương khớp hoặc là an thai nha mọi người nha. Đây là cái vị thuốc nó vô cùng quý và đặc biệt. Bây giờ mua trên thị trường thì toàn hàng cấy thôi. Nhà mình có một cái cây dâu thì tự dưng nó lại mọc khá là nhiều khóm. Đấy, hy vọng là một thời gian nữa là đây này. Đấy. Là nó sẽ được mọc nhiều hơn. Mình vừa rằng lại đứt luôn này. Nó có một số khóm thôi, thì thực ra thì nó không có nhiều, nhưng mình để cho nó đẻ. Chào mọi người nhá.